và đã đầu tư, gọi thủy thần của sông Hạnh, gọi bạc tiểu tiền. Ngươi tạm thời cho nước ngược lại cùng thể chạy để tôi đi qua. Thủy thần của sông Hạnh, chúng ta gọi là đầu tư, thường xuyên chịu đựng tánh khí của trưởng giả tất lành. Thứ ba được gọi là tiểu tỳ. Tỳ nữ là người ở trong nhà. Thần sông của sông Hạnh là nữ giới, cho nên gọi bà là tiểu tỳ. Một hôm thần sông Hạnh gặp Thế Tôn, liền bạc đức Thế Tôn: đệ tử của ngài thường mắng con, gọi con là tiểu tỳ. Mắng con Đức Phật liền gọi trưởng giả Tất Lăng: người phải sám hối với thần sông Hạnh. Xin lỗi. Do đó trưởng giả Tất Lăng đến trước mặt thần sông Hạnh. Ngài là một người sống trong gia đình giàu sang, quen gọi người ở trong nhà, cho nên thường dùng ngữ khí này không hề quá.